Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình cắt thời gian ra để review một cái video về cái máy chuẩn đoán MT100P. Đây là một cái máy đẳng cấp phân phối nhập khẩu bởi công ty Minh Phong, nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Trung Quốc về nhé. Đây là một cái sản phẩm xịn sò đẳng cấp mà Việt Nam của mình đặt hàng bên Trung Quốc họ sản xuất cho. Và do đặt hàng theo nhu cầu của thợ Việt Nam nói riêng cho nên là sẽ hợp với tất cả những người thợ Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy là 100% là tiếng Việt nhé. Ở đây tiếng Việt là có dấu, có màu sắc và màn hình của chúng ta là màn hình tinh thể lỏng, màn hình LCD chứ không phải là màn hình trắng đen. Hiện tại trên Việt Nam bây giờ chỉ có duy nhất một cái thương hiệu máy MT100P mới có được một cái giao diện xịn sò như thế này. Đây chúng ta thấy là nó giống y xì như là cái màn hình điện thoại của chúng ta, đúng không? Ở đây là phiên bản mới nhất, mình sẽ vào cho mọi người xem. Ở đây nói qua một tí này, những anh em nào mà chưa sử dụng máy, chưa được cầm vào máy thì xem để tham khảo nhé. Cái phím Enter chính là phím OK, là phím chọn. Bên cạnh là phím ESC, tức là phím Back, phím trở về đấy, nút quay trở về đấy. Còn đây là thanh điều hướng, là nút lên này, nút xuống này, nút sang trái và nút sang phải. Còn cái nút Shift thì nó sử dụng chức năng ít lắm. Trong trường hợp mà cài đặt thì nó sử dụng cái phím Shift này. Phím này thì ít khi dùng tới cho nên chúng ta không để ý. Và phím F1, F2, F3, F4 thì hiện tại chỉ có phím F4 là phím kiểm tra màn hình. Còn F1, F2, F3 thì chưa tích hợp gì ở trong cái giao diện này. Tương lai thì sẽ tích hợp vào thôi. Mình ấn Enter. Ở đây chúng ta thấy phiên bản là Moto 02102232. Đây là mã series của máy. Cái đầu 21 thì ám chỉ là máy sản xuất năm 2021. Và số 02 ám chỉ là cái phần cứng nó sản xuất ở tháng 2 2102. Vậy thì đây là cái máy sản xuất năm 2021 và tháng 2 năm 2021 nhé. Phiên bản mới nhất bây giờ là V8.00B Moto CR1. CR1 ám chỉ là mở tua, phiên bản mở tua. Bản 8.0 là bản mới nhất hiện bây giờ. Bây giờ là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Phiên bản 8.0 là bản mới nhất, chưa có phiên bản nào cao hơn. Đúng không? Ở đây chúng ta thấy cập nhật ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Đấy, tức là ngày nhà máy bắn phần mềm vào cái máy này là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 và vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, lưu kho lưu bãi và bây giờ về đại lý Toàn An Đồng thì đã là ngày mùng 3 tháng 6. Như vậy là máy này mới tinh, nóng hổi luôn nhá. Đấy, sản xuất và cập nhật năm 2021, cập nhật phần mềm thì tháng 4 năm 2021. Bây giờ mình sẽ trở về vào cái phần chuẩn đoán xe cho mọi người xem. Đây là cái máy đa năng nhá. Đấy, ở đây chúng ta này thấy nó đọc được xe Honda này, tất cả các loại xe Honda nhé. Rồi là Suzuki này, Yamaha này, SYM này, Kimco này. Cái mục số 7 này, Aeon này thì Việt Nam mình là chưa có xe này. Và cái xe PGO này, cái hãng PGO ấy thì cũng không có ở Việt Nam nhé. Cái này là thuộc phạm vi là xe Đài Loan hoặc là xe bên Lào gì đó. Chúng ta sang trang 2, mình ấn vào phím ngang này thì nó sang trang. Mục số 9 là H4 Bentley. Thì những cái dòng xe này là Việt Nam ít khi thấy. Bentley thì còn có nhé. Vespa, Vespa là ám chỉ xe chế cơ để đọc hệ thống khóa bảo mật Piaggio. Còn số 12 là xe Piaggio, ám chỉ là xe điện tử. Vậy Piaggio có hai dòng là chế cơ và chế điện tử. Thì chế cơ là chúng ta vào Vespa để đọc hệ thống khóa thông minh. À quên, chết, quen mồm. À, hệ thống khóa bảo mật của nó là cái hệ thống chìa khóa sử dụng mã cốt. Đấy, chứ không thể gọi khóa thông minh được. Mình quen mồm đấy. Piaggio là hệ thống FI, bao gồm cả hệ thống bảo mật, khóa cốt, khóa từ, cả hệ thống FI. Rồi, rất đa năng nhé.
Thế phần chìa khóa thì chúng ta sang bên này, chúng ta ấn Enter. Khóa bao gồm đọc khóa Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, Piaggio. Đấy. Thì Vespa, Piaggio là đọc hệ thống khóa từ đấy, khóa mã code đấy. Rồi. Đi theo máy MT thì là sách hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đấy, chi tiết luôn nhá. Bao gồm là cái thao tác là bấm vào đâu này, xuống dòng gì này, rồi chức năng làm cái gì này. Đấy. Ví dụ như này, chế độ chuẩn đoán Yamaha này thì bước 1 tắt chìa khóa trên xe, bước 2 kết nối cáp chính, bước 3 kết nối cáp phụ, bước 4 là kết nối đầu còn lại của cáp phụ vào cổng DLC trên xe. Đấy, và có hình ảnh minh họa luôn nhá. Và đặc biệt là mua máy của Toàn An Đồng thì mọi người sẽ đi theo cái thông số mẫu, vì không phải anh em nào cũng được đi học nâng cao về xe điện tử. Đấy, cho nên là mình đã có sẵn thông số mẫu, ví dụ như là điện áp cảm biến ECT này. Dòng này thể hiện điện áp trả về từ cảm biến nhiệt độ nước làm mát ở chỗ đầu bò gần buji. Nguồn SM cấp xuống là 5V, ECT trả về không cố định là bao nhiêu mô vôn mà phụ thuộc vào nhiệt độ máy nguội hay là nóng. Đây, và có thông số của đó là ví dụ như 40 độ C thì trả về khoảng cao hơn 3V, cao khoảng 3V. Động cơ nóng 80 độ C thì đáp trả về khoảng là 0,80V. Đấy, kết luận là ECT tốt. Đấy. Và các thông số của Yamaha này, của Piaggio này đều có hết nhá. Cái này của Yamaha Lovo FX này. Đấy, thông số mẫu thì như vậy. Nếu anh em mà về mà lười ấy thì có thể là điện thoại trực tiếp cho mình. Tất cả anh em nào mà mua hàng của mình ấy, mình đều lưu lại ở trong app. Lưu lại trong app, cho nên là mọi người gọi điện thoại đọc tên đọc địa chỉ là nó hiện trên app của mình luôn, mình quản lý là mọi người. Và mọi người khi mà gặp ban bệnh khó thì gọi điện thoại cho mình đã lưu hết số của mọi người trong điện thoại rồi. Cứ gọi số lên là nó hiện tên. Cho nên là anh em nào mà đã mua máy ở đại lý khác mà lại gọi điện hỏi ban hỏi bệnh ở đại lý Toàn An Đồng thì mình sẽ biết ngay là không phải là khách hàng của mình nhá. Mình sẽ biết ngay là không phải khách hàng của mình. Còn đây là tất cả các loại cáp lối, tất cả các loại cáp lối ở đây nhá. Tất cả các loại cáp lối đi theo đầy đủ nhá. Anh em không cần hỏi là có bao nhiêu cáp đâu, tại vì là đi theo nó có bộ hết rồi. Gặp tình huống nào thì có cáp tình huống đó. Chúng ta có yêu cầu thêm cáp cũng không được, mà chúng ta có yêu cầu trừ cáp đi cũng không được. Có đầy đủ hết rồi. Cái cáp làm khóa thông minh smart key này, cáp giả lập điều khiển cơ cấu đánh lửa phun xăng công tơ mét này, cáp đọc Yamaha này, cáp cấp nguồn ắc quy này, có đầy đủ nhá. Của nó xem nào, của nó là 17 túi đúng không? Bây giờ nhờ bạn Điều đếm hộ mình chuẩn là 17 túi chưa. Đây là 1 này, 2 này, đấy, bạn đếm cho mình, 3 túi này, 4 túi này, 5 này, 6 7 này, 8 này, 8 túi ở bên kia, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi, ok, chính xác là chuẩn là 17 túi nhá. 17 túi phụ kiện tính tại thời điểm này là tháng 6 năm 2021, các phụ kiện là có tất cả là 17 túi. Mọi người nhận hàng kiểm đồ thì cứ đếm vậy cho mình. Và một cái thân máy nha. Đi kèm là thông số máy đọc lỗi này, hướng dẫn sử dụng này, và mọi người liên hệ qua Zalo cho mình. Mình sẽ ghép mọi người vào một cái nhóm có tên là nhóm máy chuẩn đoán, và mọi người sẽ được học tất cả các video cách sử dụng máy, cách phân tích thông số, mọi người sẽ được xem các video nhé. Rồi, đây là số điện thoại của mình, 0854425598. Rồi, mình cung cấp máy chuẩn đoán và hỗ trợ kỹ thuật. Rồi, video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người nhé. Mọi người liên hệ qua số điện thoại là 0854425598, số đăng ký cả Zalo đấy.